Để thôi kệ để đấy. Ủa thì hoa này đẹp thế nhỉ? Chỗ này nhìn đẹp, không biết tem ăn có giá cái gì đâu. Mà như là không có chút mũi. Đây chỗ này. Đi vào xong rồi. Chỗ này cần xe là xe. Ăn gì? Lắm. Có ăn không? Có. Chưa đây, cái bàn giữa cái đây đã có người ngồi đâu. Xin chào. Đây, 3.000 trả 3.000. Em kem, kem, ăn kem gì vậy? Em ơi, em có cái kem gì vậy? Em có kem ly và kem ốc quế. Nhưng mà kem ốc quế thì cái gì? Đây là chị, đây là chị vani sữa. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây là trà sữa chân châu đen. Không phải ạ, cái ốc chân châu đồ đen. Xin chào chị ở nhà. Như nào? Như nào? Có nghĩa là bao giờ là cái đấy nó kêu thì đi ra kia nó kéo hiểu cái gì đâu. Nhiều nó nắm điện thoại để bỏ xuống. Này, đi qua đây mấy em đã nhìn thấy một lần chị nữ ngồi trong kia thế là phải vào này. Đây. Quán trẻ con nhưng mà người lớn cứ bảo. Cái này nó không được rồi.
được. Này, ánh sáng đây rất là đẹp luôn. Ô này, tuần này nó cũng ao thì nó nhìn nó ấp như thế này là. Được chưa? À, chung rồi. Đây, đây, đây. Đây, chị ơi, này đây. Xinh á. Út nó xuống để tí nó ra nó lấy khai. Tí nó ra nó lấy khai mới treo lên trận. Nó bảo là tí nó ra nó lấy khai. Nhưng mà ăn nó cũng ngon. Đây là hóa gặp là trẻ con nữa.